Sau đây cây cảnh Mít Hồng tiếp tục giới thiệu với các bạn về cây cảnh, loại cây cảnh để trong nhà, cây nội thất là cây phát tài núi ạ. Phát tài núi thì nó có rất là nhiều loại ạ. Loại này thì loại lá to, hàng thất lá to. Nói là thất nhưng cây cũng cao tầm 70 phân đấy ạ. Còn đây là hàng cao ạ. Hàng cao các bạn nhìn thấy nó có lộ thân chưa ạ? Thân nó lộ thân. Thân nó lộ thân đến tầm 1 mét đấy ạ. Phiến lá dày mọc lên rất là đều, lá cuốn quanh thân mọc lên rất đều ạ. Cây này được cho lên chậu nhìn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đi luôn nào. Mình xin giới thiệu với các bạn này cây phát tài núi. Đây là loại lá to, còn đây loại lá nhỏ. Một chậu thường có 3 thân. Một loại lá to chỉ có 1 cây thôi ạ. Còn đây phát tài núi loại lá rủ. Nó nhiều loại lắm ạ. Đây em vẫn còn chưa quay hết được tất cả các loại cho các bác xem được ạ. Loại lá rủ thân cao. Còn một loại hàng ghép, ghép thân, hàng ghép thân và một hàng thân một, thân một nhưng mà nó nhiều ngọn, lại thân một nhiều ngọn rất là đẹp. Nhưng mà hiện tại thì em không có ở vườn đây thì em mới quay qua cho các bác xem về một số loại có sẵn ở đây thôi ạ. Còn video sau thì em sẽ quay kỹ hơn cho các bác xem nhé. Dạ vâng, em xin chào các bác ạ.